Đà Phật phục nguyện, Di Đà giáo chủ Địa Tạng Thế Tôn Quán Âm Thế Chí Vị Đề Huệ Phóng Ngọc Mà Quang Tiếp Dẫn Hương Linh, Nguyện Thành Gia Pháp Danh Hành Ân Hưởng Dương 47 tuổi mất ngày 22 tháng 7 năm Kỷ Hợi. Nguyện Hương Linh Lai Đạo Phật Niệm Tinh Pháp Văn Kinh Triêu Tranh Tình Đồ Nhất Thành Đường Đạt Bằng Tội Văn Tiêu. Nguyện Hương Linh Đồ Cao Triêu Hồ Trì Tạm Gia Hiếu Quyến Đồng Triêm Lời Lạc Phụ Nguyện Âm Triêu Dân Thời Văn Giới Dung Ông Bờ Tài Bồ Tài Bơ Bông Tự Tài Bồ Tát Long Tự Tài Bồ Tát Má Nga Lộng Mày Cho Mấy Sư Hăng Cha Hát Nga Lộng Mày Cho Mấy Sư Hăng Pháp Thừ Dẫu Viên Tham Chỗ Hiện Tiền Đại Nguyện Hồ Chí Minh thì đây xin cảm ơn quý vị rất nhiều.